Kính thưa quý vị, từ cả năm nay, vấn đề chương trình dạy môn lịch sử và nội dung lịch sử đã được cộng đồng dân chúng chú ý và rất là bức xúc vì tìm thấy rất là nhiều vấn đề trong các môn, nhất là môn sử. Chúng tôi đã thấy có rất là nhiều status nói lên cái sự bức xúc đó. Nhưng hôm nay chúng tôi bắt gặp một cái status này của anh Vi Văn Xuân, lấy nick là Xuân Vi, chỉ có vài hàng nhưng mà rất là cô động, rất là xúc tích và rất là mạnh mẽ. Chúng tôi xin đọc lên để ủng hộ và cùng lên tiếng với anh Vi Văn Xuân và tất cả những đồng bào cùng bức xúc với cái môn lịch sử đã bị thay đổi. Xin quý vị lắng nghe. Đây là cái Facebook của anh Xuân Vi. Tôi đọc trực tiếp ở đây nhé. Mới đăng ngày 21 tây tháng 2 năm 2023. Tựa là việc cấp bách. Tôi là một giáo viên dạy và rất yêu môn lịch sử. Trong quá trình giảng dạy, tôi thấy sách giáo khoa sau mỗi lần sửa đổi lại mất đi rất nhiều những giá trị lịch sử. Cùng với việc tìm hiểu những vấn đề xã hội khác, tôi khẳng định có bàn tay âm mưu hạ thấp lịch sử Việt Nam, hạ thấp vai trò của môn lịch sử của ai đó. Ngay môn văn, những bài văn thơ có tính cách giáo dục phẩm chất, tâm hồn con người xã hội chủ nghĩa cũng bị loại bỏ dần. Tôi đề nghị bỏ ngay tất cả những sách giáo khoa lịch sử và văn học biên soạn sau năm 2000. Lấy sách giáo khoa lịch sử và văn học những năm 1980, tức là thập niên năm 1980, đem chỉnh sửa, bổ sung để dạy trong các trường phổ thông. Chúng ta có thể bình thường hóa quan hệ với bất kỳ ai. Chúng ta có thể liên kết làm ăn bình thường với bất cứ ai. Nhưng chúng ta không thể bình thường hóa lịch sử dân tộc để đổi trắng thay đen. Thay đổi lịch sử đó là phản bội tổ quốc, phản bội lịch sử. Đây là việc làm vô cùng cấp bách. Rất mong được nhân dân ủng hộ và chia sẻ. Riêng chúng tôi đó đã từng viết cái câu là hòa hợp, hòa giải hay là chúng ta bình thường hóa với ai thì chúng ta dùng chính sách chứ không ai đem lịch sử mà đi bình thường hóa hay là hòa giải với ai cả. Có rất là nhiều người ủng hộ ý kiến của anh Xuân Vi và có một cái nhận xét này rất là dài thì chúng tôi cũng xin đọc luôn lên đây của anh Văn Tùng. Lịch sử phải được viết ra từ sự thật, mà sự thật ở đây là những đối tượng người Việt đã làm tay sai cho Pháp, Mỹ xâm lược Việt Nam là những tên ngụy quân, ngụy quyền. Sự thật ở đây là Nguyễn Ánh rước ngoại bang vào giết hại người Việt để cầu lợi riêng, là phạm tội bán nước, là phạm tội cõng rắn, cắn gà nhà. Lịch sử viết ra từ sự thật đó, gọi tên đối tượng phạm tội đúng như sự thật đó thì mới là thứ lịch sử khách quan trung thực. Thứ lịch sử được viết ra bằng cách chế tạo lại thân phận của những kẻ bán nước là thứ lịch sử bị đánh tráo, là thứ lịch sử tẩy xóa tội bán nước của bè lũ bù nhìn tay sai. Thứ lịch sử đó là độc dược làm tổn hại dân tộc chứ không phải là kiến thức để trồng người. Thực dân Pháp và phát xít Nhật đã không còn. Nhưng bản chất trong quá khứ của chúng không thay đổi nên không ai cho phép gọi tên chúng bằng cụm từ do chúng tự xưng là mẫu quốc và nhà nước thiên hoàng được. Vì vậy, tất cả mọi lý do đòi bỏ chữ ngụy quân ngụy quyền trong sách lịch sử bằng một cụm từ khác, thậm chí bằng một cụm từ trái nghĩa, đều chỉ là ngụy biện cho âm mưu đánh cắp lịch sử để làm vừa ý các thế lực phản động đang toan tính lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa Việt Nam mà thôi. Điều luật nào cho phép các nhà biên soạn, sách báo, phim ảnh, truyền thông đánh tráo cụm từ ngụy quân, ngụy quyền bằng một cụm từ khác, thậm chí bằng một cụm từ trái nghĩa? Kẻ nào thay đổi câu chữ trong văn bản đến nỗi nguy cơ gây tổn hại đến an ninh quốc gia và làm vừa ý những kẻ phản động thì kẻ đó là phản quốc, phản dân tộc. Hãy trả lại cho dân tộc Việt Nam những nội dung lịch sử và sách báo phim ảnh đã định danh bọn tay sai cho Pháp, Mỹ, Nhật là ngụy quân ngụy quyền, không được tẩy xóa tội bán nước của Nguyễn Ánh, Phan Thanh Giản, Trương Viễn Ký bằng những cụm từ khác.
Lịch sử là của nhân dân, lịch sử là của Tổ quốc, lịch sử là của sự thật, chứ không phải là của riêng của quan chức nào. Kẻ nào viết lịch sử bằng cách xéo lên những sự thật thì chính kẻ đó là tội phạm đối với nhân dân. Ai dung túng cho kẻ đánh cắp lịch sử cũng là gây tội ác với dân tộc. Điều này là không thể chối cãi. Kẻ nào viết sách giáo khoa đánh tráo ngụy quân ngụy quyền, dẫn đến nguy cơ đe dọa tồn vong dân tộc thì kẻ đó đã phạm tội phản quốc. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Đây là việc làm vô cùng cấp bách, rất mong được nhân dân ủng hộ và chia sẻ. Kính chào và xin hẹn quý vị trong cái clip khác.